một chương trình đặc sắc dành cho các bạn nhỏ đã trở lại mùa hè này. Đó chính là Doremi năm thứ 8. Năm nay, Doremi trở lại với hình thức thi đơn tại 6 tỉnh thành trên cả nước: Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Vòng loại của chương trình đã diễn ra trong bầu không khí rất sôi nổi. Vượt qua rất nhiều bạn nhỏ, 12 gương mặt xuất sắc nhất đã được lựa chọn. 12 thí sinh của Doremi năm nay sẽ được chia thành 3 đội với tên gọi đội Đồ, Rê, Lý. Chương trình đã tổ chức một buổi họp báo thật ấm cúng để giới thiệu các bạn ấy với khán giả đấy. Để cầm cân nảy mực cho Doremi năm nay, ban giám khảo của chương trình bao gồm nghệ sĩ Hà Xuân Bắc, một diễn viên gạo cội với nhiều vai diễn xuất sắc và gây ấn tượng. Anh cũng có rất nhiều năm gắn bó với chương trình Doremi, giảng viên âm nhạc Đặng Châu Anh. Chị là giám đốc nghệ thuật của trung tâm Sonat, trung tâm đào tạo nghệ thuật cho trẻ em, đồng thời cũng là thành viên của Hiệp hội Âm nhạc Sư phạm Quốc tế. Ca sĩ, nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam, diva dòng nhạc nhẹ Việt Nam, người sở hữu giọng ca đầy nội lực và yêu thích khám phá những phong cách âm nhạc khác nhau. Một gương mặt mới chính là nhạc sĩ Phương Nguyên, tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng và cũng là giám đốc âm nhạc của nhiều chương trình truyền hình hiện nay. Đặc biệt nhất, chương trình đang lên kế hoạch để hai bạn nhỏ xuất sắc nhất có cơ hội quay MV tại một khu vui chơi nổi tiếng ở khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, các giải thưởng của chương trình cũng vô cùng hấp dẫn. Giải nhất bao gồm 200 triệu đồng và một chuyến du lịch Australia. Giải nhì là 100 triệu đồng và một chuyến du lịch Hàn Quốc cùng rất nhiều các giải phụ khác. Điểm mới của Doremi năm nay chính là Doremi Online. Rất là đơn giản, các bạn chỉ cần quay lại một clip mà mình tự ca hát. Cuộc thi Doremi Online có sự góp mặt của hai giám khảo, đó là nhà báo Ngô Bá Lục, một nhà báo chuyên viết về lĩnh vực âm nhạc. Anh từng là giám khảo của chương trình Sao Mai Điểm Hẹn và ca sĩ Văn Mai Hương, cô là Á quân Việt Nam Idol 2010 và cũng có rất nhiều những bài hát được yêu thích. Ban giám khảo chúng tôi sẽ lựa chọn ra mỗi tuần một tiết mục hấp dẫn nhất, xuất sắc nhất để được trình diễn trong chương trình, trong live show của Doremi chính thức. Mà tiết mục này sẽ là tiết mục mở màn, tiết mục khách mời mở màn cực kỳ hoành tráng. Hãy ghi hình giọng hát của mình rồi gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ doremi.vtv.vn. Mùa hè Doremi năm nay hứa hẹn rất nhiều những điều bất ngờ thú vị. Các bạn nhỏ nhớ đừng bỏ lỡ chương trình Doremi trong mùa hè 2014 nhé.
với chủ đề Chào mùa hè 2014. Xin được cảm ơn các bạn Doremi cũ đã trở lại với sân chơi Doremi năm nay. Xin được cảm ơn các bạn Nhật Minh và Quốc Thái, hai bạn là quán quân của Doremi 2013. Và xin được cảm ơn bạn Hương Thảo và Khánh Ngọc đã mang đến một tiết mục rất là sôi động để mở màn cho mùa giải Doremi 2014. Và ông Thành Vân cũng xin được cảm ơn Phần Minh Họa, mặc dù chỉ xuất hiện vào phút cuối cùng thôi nhưng mà rất là nhiệt tình và đầy cảm xúc của quý ban giám khảo. Đầu tiên, nghệ sĩ hài Xuân Bắc. Một bộ đồ hết sức là mùa hè. Giảng viên âm nhạc Đặng 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 Châu 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 Anh. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam. Và vị giám khảo thứ tư, một gương mặt mới toanh, lần đầu tiên ngồi ở vị trí ghế nóng của Doremi 2014, nhạc sĩ, ca sĩ Phương Nguyên. Ekip sản xuất chương trình Doremi năm nay bao gồm rất nhiều bộ phận: giảng viên âm nhạc Kiều Vân, Hương Lan, Hoàng Yến, nhóm phối khí Anh Minh, Văn Phong, Thành Vương, Thanh Tâm, Khắc Hưng, biên đạo múa Phùng Khải, nhóm phụ họa đến từ câu lạc bộ họa mi, câu lạc bộ sao tuổi thơ, trang phục công ty thời trang Eli, trang điểm và làm tóc Hoàn Khang, cùng nhóm biên tập chương trình Doremi 2014. Chúng ta sẽ có một mùa giải Doremi 2014 đầy sôi động với những tình tiết đầy bất ngờ luôn. Đầu tiên là chúng ta sẽ có vòng 1 với tên gọi là gặp gỡ. Ở trong vòng thi này thì chúng ta sẽ được gặp gỡ 12 gương mặt xuất sắc nhất của Doremi 2014. Và các bé sẽ được chia thành 3 đội: đội đồ, đội rê và đội mí. Xin được giới thiệu, ba bạn nữ đáng yêu này là thành viên của đội đồ. Còn chàng trai rất ngầu này chính là thành viên nam duy nhất trong đội. Các bạn ấy đã phải vượt qua hàng ngàn thí sinh tại vòng loại Doremi trên khắp cả nước, được tổ chức tại 6 tỉnh: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Buôn Mê Thuột để gặp nhau và chung một đội đấy. Hãy cùng nhìn lại hành trình của bốn bạn ấy nào. Con đã tham gia vòng loại ở tỉnh Quảng Ninh. Con rất nhờ bạn đi cùng thi vòng loại cùng mấy con. Con là em, cô và mẹ là hai cô giáo. Con rất tự tin thì con cũng hát hay. Ông nghệ nhân khéo nặng, thổi hồn vào ước mơ em, thổi hồn vào ước mơ say. Trong khi đó, hai chị em Bảo Ngọc, Bảo Châu tuy dự thi tại hai tỉnh cách rất xa nhau là Cần Thơ và Hà Nội, nhưng cả hai đều chinh phục giám khảo bởi cực xinh và cực đáng yêu. Ông tiên hiền về, ông nói, ông cười. Chuẩn rồi, tiếp câu thứ hai này. La 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 la. Bảo Ngọc mặc áo bà ba thật đẹp phải không nào? Tuy nhiên, trang phục mà bạn ấy yêu thích không phải là áo bà ba đâu nhé. Con thích bộ quần áo đẹp mà có kim tuyến lên giống như vàng. Con thi vòng loại ở thành phố Đà Nẵng. Chú đứng cạnh nhá. À chú đứng cạnh, đúng rồi. Nào chú đứng cạnh cầm tay. Nào bây giờ hai chú cháu giới thiệu nào, con tên là gì nhỉ? Chắc cây cho ngon, ước mơ tuyệt thơ, chắc cây cho ngọt. Mệt quá hả con? Vượt qua nhiều gương mặt xuất sắc tại Đà Nẵng, Tấn Minh đã có một vé ra Hà Nội bởi sở hữu giọng hát cực hay nhé. Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiên nhiên nhi đồng. Thế là bốn bạn đã gặp nhau và trở nên thân thiết rất nhanh chóng. Em mình có vẻ đẹp trai nhất không? À, con thích Bảo Châu nhất. À, thích Bảo Châu nhất à? Tại sao thích Bảo Châu nhất? Vì em mình xinh nhất à? Hay là do em mình ngoan nhất? Ngoan nhất chứ không phải xinh nhất à? Ý còn là ngoan với xinh nữa. À. Con có biết là bạn Minh quý con nhất không? Nhưng anh ấy béo quá.
Hãy cùng chào đón bốn bạn nhỏ đáng yêu này đến với gia đình Doremi nào. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ bốn bé thiệt là dễ thương như là những viên kẹo của đội đồ nha. Anh đi đâu vậy? Anh xuống bắt. Đang đến tiết mục của đội đồ, bốn bé rất là dễ thương. Anh phải ngồi xuống vị trí của mình là vị trí giám khảo. Tưởng giới thiệu Xuân Bác. Thôi bây giờ việc ai làm ở sân đây? Làm ở sân khấu thì cứ làm, tôi đi có việc của tôi gần này. Bạn có việc gì? Tôi mà không ra đằng sau sân khấu nhá, tôi xem lại tất cả những bộ phận đằng sau chuẩn bị kỹ càng chưa thì còn lâu tới mục đầu tiên mới bắt đầu được. Mọi người vỗ tay một cái đi. Thế là thêm một nhiệm vụ mới nữa hả anh Xuân Bác? Khoan khoan, chờ ơi chờ em theo với. Ủa sao lại vòng lại rồi? Ủa rồi cuối cùng là anh đi đâu? Trời ơi, chạy theo anh Xuân Bắc này làm mệt đó chứ. À xin lỗi, anh Xuân Bắc mới đúng chứ à. Thế mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Mọi người chuẩn bị xong chỗ này chưa? Không biết anh Xuân Bắc vội đi đâu thế nhỉ? Khoan khoan, chờ em theo với. Có thật sự là đi giúp các bạn nhỏ đội đồ không đây? Hả? Để yên người ta làm. Kìa kìa. Biết làm không đấy? Có chứ. Nhìn kìa, nhìn sân khấu kìa. Trời ơi, bữa nay anh Kim luôn nhiệm vụ lái máy bay hả? Đội trưởng bước ra. Máy bay cất cánh. Cho các bé trong đội đồ thì chúng ta có thể soạn tin nhắn với cú pháp
01, 02, 03 hoặc 04 là mã số của các bé của chúng ta và gửi về tổng đài 8569. Tổng đài bình chọn đã được mở từ bây giờ cho đến 10 giờ sáng thứ năm tuần kế tiếp. Kết quả thí sinh nhí nào được bình chọn nhiều nhất trong tuần thì sẽ được Ốc Thanh Vân và ekip thực hiện chương trình thông báo trong chương trình tiếp theo. Và cũng đừng quên truy cập trang web doremi.vtv.vn để tham gia Doremi Online. Các bạn sẽ có cơ hội hát trên sân khấu của Doremi được truyền hình trực tiếp trên VTV3 trong vòng 2 của chương trình đấy. Tên tên tên. Xin chào ba nàng thôn nữ nhí và một chàng từ phi không chuyển xuống thành thôn nam nhí à? Bạn Ngọc thấy lên sân khấu lần đầu tiên có run không? Kính thưa ban giám khảo là con không run. Con nhìn thấy khán giả xong con nhìn thấy ống kính là con nghĩ theo cái điều gì? Con nghĩ theo cái điều mà ống kính thì con rất là vui. Nhìn ống kính thì vui và cười, đúng rồi, chuẩn luôn. Thế còn bạn hot boy nào, từ phi công biến sang chàng nông dân. Các con muốn nói điều gì không? Tôi đề nghị là nói to lên. Sợ quá. Răng có thể dụng nhưng mà không thể nói bé. Đề nghị bạn Tấn Minh cho ý kiến. Đấy, rất cầm micro của ban giám khảo rồi đấy. Ôi, sợ quá. Ông... Thu An đâu? Cảm nghĩ của con khi ra Hà Nội và đến với show diễn đầu tiên của Đồ Rê Mí như thế nào? Thưa chú là con rất vui ạ. Bắt đầu biểu diễn mẹ dặn điều gì nào? Mẹ ăn dặn là lên sân khấu cười nhớ bài nữa ạ. Thế khi mà con hát bài Em yêu mùa hè quê em, các con nghĩ đến điều gì? Em nghĩ đến việc là em không đi học này, em được nghỉ hè này, em được ngủ nướng này, thỉnh thoảng em được giấm đài này, tức là em bị tè dầm này. Đấy, cái điều đấy đấy. Tại vì sao cô Thanh Lam nói như vậy? Vì khi các con nghĩ đến một cái hình ảnh của quê hương mình, con dòng sông này hay là những cái trái cây ngon các con ăn này, thì các con sẽ diễn tả mãnh liệt hơn nữa tình yêu quê hương của mình. Hình như là cô Phương Nguyên đang ghi cái gì ra giấy để chuẩn bị góp ý cho bọn con đây này. Cô này là siêu khó tính luôn. Cô nghĩ là nếu như là bạn Minh mà chú ý hơn thì có lẽ là tiết mục của tụi con sẽ rất là hoàn hảo. Con hát thì rất là hay nhưng mà cái mặt của con, cái con mắt của chưa con nó ở đâu đó. Con chưa thả hồn vào bài hát. Không? Mà trong khi đó là ba bạn nữ thì rất là xuất sắc. Nhất là lúc mà ba bạn thế này này. Mọi người nói khá chính xác đấy. Thứ nhất, hát thì có thể hơi mất tập trung. Biểu diễn thì có thể hơi mất tập trung, nhưng mà làm phi công mà mất tập trung là hỏng rồi. Tất cả dành một tràng vỗ tay thật lớn cho đội đô, đội đầu tiên của chương trình. Thu An, Thảo Nguyên, Bảo Ngọc, Hoài Ngọc, Bảo Châu, Ngọc Minh, Tuấn Ngọc, Khánh Huyền, Tấn Minh, Quỳnh Đan, Hải Nam và Trang Thư. 12 gương mặt xuất sắc nhất Doremi 2014 đã có mặt tại Hà Nội và sẵn sàng cho một mùa Doremi sôi nổi. Nhưng điều tuyệt vời nhất là mỗi đội sẽ được ở trong một ngôi nhà chung tại một khách sạn nổi tiếng ở Hà Nội. Con thích các quán này luôn. Ở nhà với cả ở khách sạn, con thích khách sạn hơn ạ. Bởi vì được ở chung với mấy bạn, ngủ chung, tắm chung, chơi chung, làm đủ thứ là tròn là chung. Khi mà đến đây thì các chị em á, sống với nhau giống như là người trong gia đình, đầy gọi là ngôi nhà hạnh phúc. Ở khách sạn thì con được bơi, rồi được chơi, rồi được đàn ở dưới chân một. Lời chúc mừng sinh nhật tới các bạn Nguyễn Ngọc Anh Nhiên ngày 13 tháng 7, Chu Nam Phong ngày 7 tháng 9, Lê Bảo Khanh ngày 26 tháng 7. Chúc các bạn thêm một tuổi mới ông giỏi hơn, chăm ngoan hơn nhé. Chúng ta vừa được làm quen với các bạn ở đội đồ. Còn đội rê thì sao nhỉ? Chúng mình cùng đón xem nhé.
Nếu như anh Xuân Bắc là người cũ nhất của Doremi thì chị Phương Uyên lại là một gương mặt mới toanh, lần đầu tiên ngồi trên ghế nóng của Doremi 2014. Chị Phương Uyên ơi, lần đầu tiên ngồi ở vị trí này mà hồi nãy Vân thấy rằng là chị đã đưa ra những lời nhận xét, những lời góp ý rất là dễ thương dành cho các bé trong đội đồ. Vậy thì cảm giác của chị lúc này như thế nào ạ? Phương Uyên rất là khó khăn bởi vì Phương Uyên cũng không phải là người là hài hước lắm. Cho nên là nhìn thấy anh Xuân Bắc vậy thấy hơi khớp. Nó nói sao anh Xuân Bắc anh có thể nhí nhảnh tới vậy, hay quá vậy. Mà bình thường thì rất là nghiêm túc, nhưng mà khi mà gặp trẻ em thì hầu như là tự nhiên Xuân Bắc từ 34 tuổi còn có 4 tuổi. Nhưng sao đi nữa, đối với Phương Uyên đây là cũng là một cuộc chơi. Để mà sau những cái giờ làm việc căng thẳng thì Phương coi đó, đây là giống như một hiệp pháp để giảm stress rất là hữu hiệu. Vâng, tin là chị Phương Uyên không chỉ đến với Doremi để có thể giảm những căng thẳng, những áp lực trong cuộc sống thường nhật đâu, mà vẫn còn tin là chị Phương Uyên cứ đến với Doremi đi rồi trẻ lại lúc nào không biết luôn. Bây giờ là đang trẻ lại đó. Nhưng mà hôm nay là mới tập đầu tiên à, từ từ qua mỗi tập là trẻ nữa và đến cuối cùng là coi như thành thiếu nhi luôn. Rồi đó. Trẻ như Xuân Bắc là được rồi. Thưa quý vị khán giả, hồi nãy thì chúng ta đã cùng gặp gỡ bốn gương mặt rất là dễ thương của đội đồ rồi. Còn bây giờ với đội rê, nốt rê thì là rõ ràng là cao hơn nốt đồ rồi. Không biết là các bé trong đội rê thì có cao hơn, có to con hơn các bé ở trong đội đồ không ta? Rê 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 rê. Chào, đội của con là đội ra. Đội của con gồm có 4 thành viên. Lần lượt các chị tên là Minh nè. Rồi chị Trang Thư nè, Khánh Huyền. Chị Khánh Huyền đến từ ba chị ở trong đội con đến từ đâu? Ba chị con á hả? Cả Ngọc Minh và Nhật Nam đều đã quên mất những người bạn của mình đến từ đâu rồi. Chúng ta hãy cùng nhắc lại để các bạn ấy nhớ nhé. Đầu tiên, chúng ta hãy đến với vòng loại tại thành phố Hồ Chí Minh. Và vòng loại tại thành phố Hồ Chí Minh chính là nơi tìm ra hai gương mặt đáng yêu, Hải Nam và Trang Thư. Hai người bạn còn lại của đội Rê chính là Khánh Huyền và Ngọc Minh, thì lại là hai thí sinh của vòng loại Doremi tại Hà Nội. Các bạn nhỏ ở đây cũng đã để lại những ấn tượng rất đặc biệt đấy. Sau đây con trình bày bài hát có tên là Gia đình nhỏ hạnh phúc to. Thế con có biết bơi không? Có. Thật không hả con? Thật ạ. Bây giờ cô mang bể bơi ra thì con có bơi được không nào? Nào, thế cô bơi được không để cô mang bể bơi ra đây nào? Và như thế là cả bốn bạn nhỏ đã cùng có mặt tại ngôi nhà chung, tập hợp thành đội rê. Các chị đẹp. Gì nữa? Rồi chắc chị lớn nữa. Gì nữa? Rồi chắc chị lớn bằng con. Ba chị không có bắt nạt em. Chị nào yêu quý con nhất? Chị Minh, rồi chị Khánh Huyền, chị Trang Hứng chơi con.
cùng nhiều số báo danh của các bạn đội rè nhé. Bạn Khánh Huyền 05, Hải Nam 06, Ngọc Minh 07, Trang Thư 08. Hãy gửi số báo danh của thí sinh bạn yêu thích đến tổng đài 8569 để ủng hộ các bạn nhỏ của chương trình. Cũng đừng quên truy cập trang web doremi.vtv.vn để tham gia Doremi Online. Các bạn sẽ có cơ hội hát trên sân khấu của Doremi được truyền hình trực tiếp trên VTV3 theo vòng 2 của chương trình đấy. Tôi cũng xin phải giới thiệu lại với tất cả mọi người. Đây là đội bốn bạn nhỏ chuyên chăn dê, nên gọi là đội dê. Mọi người vỗ tay cho đội này, cái đội này mùa hè hay quá. Xin mời các cô. Đội Re hát rất là hay. Vũ đạo và trình diễn cũng rất là tốt, rất là tự nhiên. Trong lúc mà các bạn biểu diễn trên sân khấu là có cái cảnh bắt chấy cho nhau. Oh. Đấy, đấy, bắt chấy như này này. Hả? Bắt ve. Bắt ve, ve nào, ve trong tóc. Bắt con gì? Con ve, không phải con cháy nhá. À, rồi rồi, các bạn tuyệt đối là giữ vệ sinh, đừng để trên đầu có con ve cháy. Cô rất là thích tiết mục của tụi con. Tiết mục của tụi con có nhiều thứ đáng khen. Bạn Nam tuy mới có 5 tuổi nhưng mà con hát cao độ rất là chuẩn. Trong nhóm của tụi con lại có một ngôi sao. Một ngôi sao bật lên hẳn tất cả bốn bạn. Nhưng cô sẽ không nói là ai. Chắc chắn không phải là chú Xuân Bắc rồi nha. Tôi thêm một việc nữa, đề nghị là các bạn nghỉ hè phải ăn nhiều để đảm bảo cái sự phát triển của mình. Vừa rồi là bạn Hải Nam, bạn ngồi trên lưng bạn Khánh Huyền, phải ăn nhiều để tránh tình trạng mông bị nhọn nhé. Thôi con cũng được ăn nhiều, nếu mà ăn nhiều thì nặng, không thể nào ngồi lên người được. Con ngồi nhổm nhổm thôi nhưng mà mông nó nhọn. Không, nhưng mà chân Hải Nam còn ngắn lắm, chưa có nhổm được đâu. Vận động không được, đây là một ảnh hưởng đến chị Khánh Huyền. Ông đội Rê rất là được, một tràng vỗ tay cho đội Rê. Trang phục là một phần rất quan trọng khi lên sân khấu. Vì vậy, 12 bạn nhỏ của Doremi đã được tư vấn và thiết kế những bộ trang phục thích hợp cho mình. Bạn nào cũng được lấy số đo để có được một quần áo vừa vặn và đẹp nhất cho từng đêm diễn. Cũng không thể quên, việc làm tóc và trang điểm sẽ được Hoàn Khang chuẩn bị thật tốt cho các bạn nhỏ. Các thành viên đội Mí đã được trang điểm để chuẩn bị lên sân khấu ngay bây giờ đây. Chương trình Doremi xin gửi lời chúc mừng sinh nhật tới các bạn: bạn Đặng Tú Khôi ngày 24 tháng 7, bạn Nguyễn Khánh An ngày 24 tháng 7, bạn Lê Phượng Như ngày 12 tháng 6. Chúc các bạn thêm một tuổi mới học giỏi hơn, chăm ngoan hơn nhé. Bây giờ thì Vân sẽ hỏi cảm xúc của một vị giám khảo rất là cá tính của chúng ta, đó là chị Thanh Lam. Chị Thanh Lam biết không, thực ra thì cho đến giờ phút này vẫn có rất là nhiều khán giả thắc mắc tại sao một diva nhạc Việt rất là cá tính như chị lại nhận lời gắn bó với các em nhỏ trong Doremi ạ? Thanh Lam nghĩ rằng là khi mà nhận lời tham gia Doremi, bởi vì Thanh Lam luôn luôn mong muốn được lắng nghe sự trong trẻo, những ước mơ của các con và rất là mong đợi để được chấm Doremi, để được lại một lần nữa nghe các con hát. Đây là khung trời của các con và mong rằng các con sẽ tỏa sáng trong những ước mơ của mình. Hồi nãy thì chúng ta đã cùng làm quen với các bé rất là dễ thương ở trong đội Đồ, rồi đội Rê, bây giờ đến đội Mí. Không biết là với cao độ Đồ Rê Mí như vậy thì các bé trong đội Mí có trưởng thành hơn không ta? Xin mời quý vị phụ huynh cùng tất cả các bé, chúng ta sẽ cùng làm quen với các bé thật là dễ thương trong đội Mí. Ngày xưa, ở xứ sở thần tiên, có những nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Công chúa Điệu Đà Hoài Ngọc, công chúa Nhanh Nhẹn Thảo Nguyên, công chúa Hạt Tiêu Quỳnh Đan và chàng hoàng tử dũng mãnh tên là Tuấn Ngọc. Cùng với hàng nghìn các bạn nhỏ trên cả nước, ba nàng công chúa và chàng hoàng tử Tuấn Ngọc vô cùng háo hức với vòng loại Doremi. Và tại đây, các bạn ấy đã được làm quen với những người bạn rất đáng yêu. Em thích trong giai đồng, ngoài kia nắng lên tươi hồng.
trời mưa bóng bay. Vòng loại tại Buôn Ma Thuột cũng đã thu hút rất nhiều các bạn đến tham gia. Hát à? Rồi, con xin giới thiệu hát bài gì mẹ? Con hát bài gì? Hai con lần hàng cơn, hai con lần hàng cơ, đùa nhau cơ, ra đó rồi, ơ hai hàng chi, cho chăm bê, phơi mang trò. Hai con lần hàng cơ, hai con lần hàng cơ. Và công chúa Thảo Nguyên đã là đại diện xuất sắc nhất của khu vực Tây Nguyên đấy. Núi nhìn theo lá rừng rau, chân em bước qua bao đèo. La 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 la. Còn tại vòng loại thành phố Hồ Chí Minh, công chúa hạt tiêu Quỳnh Đan tuy mới chỉ 5 tuổi rưỡi thôi, nhưng đã vượt qua rất nhiều đối thủ để trở thành một gương mặt đại diện khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bốn thành viên của đội Mí, bạn nào cũng đáng yêu và ngộ nghĩnh phải không nào? Cùng chúc cho các bạn ấy sẽ thật tự tin và hát thật hay trên sân khấu của Doremi nhé! Thì phải hết sức cẩn thận chứ. Ôi xin lỗi nhá,
chẳng ăn may đúng bác. Chỗ này các bạn chào kiểu điệu quá, mình cũng định điệu thế là ăn xuống bác sao? Nhưng mà thực sự là hình ảnh mà anh chạy xe đạp, biết em liên tưởng tới điều gì không? Biết rồi. Điều gì anh? Xước khỉ. Chính xác à. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm quen với các bé ở trong đội Mí nha. Bạn Hồ Thảo Nguyên, mã số 09. Tiếp theo bạn Chu Tuấn Ngọc, mã số 10. Oh yeah. Yeah, yeah. Tiếp theo bạn Đỗ Thị Hoài Ngọc, mã số 11. Bạn Nguyễn Kim Quỳnh đang mã số 12. Và cuối cùng là bạn Xuân Bắc. Xuân Bắc, Xuân Bắc, cái mã số 11. Yes, xin mời. Xin cảm ơn ông Thành Vân rất nhiều. Và bây giờ có muốn xuống với các thành viên ban giám khảo không? Thế thì còn chờ gì nữa, các con hãy ua xuống đi nào. Hãy nhớ bình chọn cho các bạn đội Mí bằng cách gửi tin nhắn số báo danh về tổng đài 8569 các bạn nhé. Và cũng đừng quên truy cập trang web doremi.vtv.vn để tham gia Doremi Online. Các bạn sẽ có cơ hội hát trên sân khấu của Doremi được truyền hình trực tiếp trên VTV3 theo vòng 2 của chương trình đấy. Công nhận là cái tiết mục của các con ấy rất là đẹp nhờ chú Xuân Bắc nhờ. Dựng đẹp ơi là đẹp, các con đi xe đạp nhá, chứ xong rồi lại trên giỏ thì lại cắm nhá, cắm hoa nhá. Xong Tuấn Ngọc thì công nhận là đẹp trai kinh khủng, mà hát rất là hay. Bạn Tuấn Ngọc được mệnh danh là người phí đạo cụ nhất, cầm mũ ném ở phía ngoài không quan tâm có còn quay lại hay không. Đúng không? Dạ không phải. Thế tại sao lại ném? Cho nó hay ạ. Tại vì ai bảo là cho nó hay? Chẳng ai bảo ạ. Cái động có tác một người bảo. Ai? Thầy Phùng Khải. Thầy Phùng Khải á? Thầy bảo thế nào? Thầy bảo em ném mở mũ ra cho nó hót rồi. Bây giờ con cầm cái mũ con ném lại một lần nữa xem có đúng không? Vỗ nhịp nào. Các cô vỗ tay nào. Bắt đầu vỗ tay nào. Ôm chặt. Ôm chặt. Đang đội, đang đội. Ôm chặt. Chuẩn bị, chuẩn bị. Có hot boy, có hot girl. Có hot boy, hot girl. Con có phải là hot girl không? Dạ. Con có xinh đẹp không? Con có thấy con xinh đẹp không? Dạ, con không biết. Không, phải nói có hay không. Con bú thật đi. Mẹ con có nói là con đẹp không? Dạ, có. Ở nhà con với mẹ thì ai xinh hơn? Dạ mẹ, lúc đó con xinh hơn. Đó, con xinh hơn. Thế bây giờ con với bố với mẹ ai đẹp trai nhất? Dạ, bố với mẹ hả? Bố với mẹ thì ai đẹp trai nhất? Chú Sơn Bắc. Vậy được tổng tốt điểm rồi đó con. Thế là gia đình mình có họ đấy. Nhưng mà tụi con có thấy là tụi con có xin phép khi mà bẻ cây phượng này chưa? Có xin chưa? Tụi con có biết dạ. là tụi con có được phép bẻ cây không? Dạ không phải con bẻ cây mà là mấy chú bẻ cây để con múa. Cô Yên nói đúng, tức là nếu như bình thường mà chúng ta chặt cây bẻ cành là chúng ta làm hại môi trường. Ở đây là cái cành phượng ở ngay chỗ cổng trường quay mà hôm qua gió mạnh quá nó lại bị gãy. Thế là các bạn làm được hai việc. Việc thứ nhất là có được đạo cụ. Việc thứ hai là giúp các chú dọn rác. Luôn còn cầm rác tuyệt vời thế nhở? Nhiều đấy. Nào tất cả chúng ta cùng chơi trò này. 1, 2, ai đúng người thua 2, 3. Tôi thua. Nào 1, 2, 3. Tôi lại thua. Rồi một tràng vỗ tay cho đội Mí. Bạn Hải Nam và Bảo Ngọc đang mặc những bộ đồ thật là xinh. Cả Quỳnh Đan nữa. Không biết các bạn ấy đã chuẩn bị cho hoạt động gì vậy nhỉ? À, đó chính là buổi chụp hình trước show diễn đầu tiên đấy. Chưa quay buổi chụp hình này. Và hôm nay là lần chụp đầu tiên ạ. Mục đích của buổi chụp hình hôm nay thì mình muốn mang đến cho các em 12 phong cách khác nhau. Và hy vọng là các em sẽ có những bức ảnh poster thật đẹp. Chương trình Doremi xin gửi lời chúc mừng sinh nhật tới các bạn Nguyễn Ngọc An Nhiên ngày 13 tháng 7, Chu Nam Phong ngày 7 tháng 9, Lê Bảo Khanh ngày 26 tháng 7,
Chúc các bạn thêm một tuổi mới học giỏi hơn, chăm ngoan hơn nhé. Bây giờ thì Úc Thanh Vân xin được trò chuyện với vị giám khảo còn lại trong số những ban giám khảo ngày hôm nay. Chị Châu Anh ơi, thế thì đã rất là nhiều năm đồng hành cùng Doremi với vai trò là một giám khảo, thì điều gì làm cho chị hy vọng nhất vào mùa giải Doremi 2014? Một cái điều mà mình rất là hy vọng trong mùa Doremi 2014 rất là đơn giản thôi, đó là hãy đúng với tuổi các con, hãy hồn nhiên, hãy trong sáng, đúng như là đồ rê mí. Trên truyền hình lâu nay chúng ta có rất là nhiều chương trình khác nhau, nhưng cái điểm đặc biệt và thu hút khán giả chính là sự hồn nhiên trong sáng, rất là trong trẻo của đồ rê mí. Và sự hồn nhiên trong sáng này sẽ không chỉ đến từ những thí sinh của đồ rê mí mà nó còn đến từ những giám khảo của đồ rê mí nữa ạ. Đến với cả MC nữa. Chính xác. Bốn cái mình không có trong sáng và trong trẻo giống như bên kia nha. Đó. Thấy ông mới là người ngây thơ đó. Dạ, em ngây thơ. Rê mí. Dạ, ngây thơ vô số tội là em nè. Còn bây giờ, để nhớ hơn 12 gương mặt xuất sắc nhất của Doremi 2014 thì xin mời quý vị khán giả cùng tất cả các bé, chúng ta hãy cùng theo dõi một MV. Đây là một bài hát rất đặc biệt được thể hiện bởi những thí sinh nhí của Doremi 2014 cùng với sự thể hiện rất là hồn nhiên của bốn vị giám khảo. We'll be right back.
tình ơi cũng là ngày em nắng không trăm hoang đắp xây đời tươi sáng. Hành tinh này là của chúng ta, hành tinh này là của chúng ta. Doremi 2014, sâu diễn thứ hai sẽ là sự xuất hiện của đội thi đầu tiên, đội đồ. Vì bình yên anh luôn, nhìn chúng mấy xa nhà. Em ơi, đừng có quậy. Con đã biết yêu thương mẹ. Một con gặm cái đuôi của con kia kéo đi. Chuột nó còn bảo là đánh bằng cái gì hả mèo? Đánh bằng cái gì hả mèo? Tôi yêu Việt Nam.